Xin chào bạn, đây là máy in HP Laser ZRO M402M. Máy in này in thường xuyên bị kẹt giấy. Nó hơi bị lem dơ như các bạn. Nắp đảo đắp led nè, các bạn tháo ra nhớ ha, vệ sinh, lau chùi cho nó sạch sẽ. Nó bám gì giống như keo nữa các bạn. Này, nó bám như keo nè. Này giống như in giấy đề can đó. Các bạn thấy ha, nó bám gì nè. Nên là khi in hai mặt dễ gạt giấy. Rồi, mình sẽ mở tháo cái cụm sấy ra. Nó sẽ thay bao lụa và gô lô ép. Mình quan sát vào thì thấy bao lụa với gô lô chúng ta mòn rồi. Đấy, các bạn thấy ha, bao lụa nó đã mòn, nó bám mực, nó dơ nè. Nên là khi in ra nó sẽ, cái trang giấy sẽ bị dơ và rất là dễ bị kẹt giấy. Rồi, riêng phần máy thì chúng ta sẽ vệ sinh cho thật sạch luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thay bao lụa vô lỗi. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ đi rửa cái ngâm rửa cái vỏ máy cái nha. Đây, bao lỗ mòn hết nha các bạn. Rồi, cái lỗ ép nó cũng biến dạng luôn ha. Nhân giấy luôn.